Chào các bác nhá, chào các bác trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cũng cuối tuần. Bên em Vũ Duy Auto vừa về cửa hàng một chiếc Kia Morning màu đỏ cực đẹp luôn. Một chiếc xe đời 2017 nhưng mà cái giá nó chỉ nhô 200 một chút thôi là các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe Kia Morning đời cao, đẹp. Và chiếc xe này thì có dịch vụ nha các bác nhá. Đây là một dòng xe rất là bền lành, ăn xăng ít, tiết kiệm với động cơ máy 1.2, 1.25 nhá. Vâng, số sàn 5 cấp và đăng ký là 5 chỗ ngồi. Dòng xe này thì nó ăn xăng rất ít và máy thì rất là bền, tiết kiệm, khỏe. Và chiếc xe thì đã được lên màn hình la răng đúc. Rồi nội thất tươi, nội thất của nó thì vẫn là ghế da, có lỗ thoáng khí nhá, trần nỉ cực đẹp luôn, gần như là bao zin toàn bộ. Xe thì không có lỗi và bao cam kết cho các bác test hãng thoải mái luôn, đảm bảo cho các bác là xe là không có phạt nguội. Hồ sơ pháp lý thì chuẩn chỉ, bên em đã rút hồ sơ rồi nên là xe không có biển. Với cái giá thì hơn 200 thôi nhưng các bác đã sở hữu ngay được một mẫu xe Hàn Quốc, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 4 lít 4 trên 100 km, với đường trung bình. Còn với đường nội đô thì các bác rơi vào tầm khoảng hơn 5 lít, đường trường thì các bác ăn cũng khoảng hơn 4 lít thôi. Nên là đây một mẫu xe rất là ok cho các bác. Vâng, tiết kiệm nhiên liệu, màu sơn đỏ bắt mắt trẻ trung. Màu của nó thì là màu đỏ đun nha các bác nhá, chứ không phải màu đỏ tươi, nên là trông rất là sang trọng và lịch lãm luôn. Vô lăng thì có tích hợp với còi và xe thì lăn bánh được 8 vạn 9 rồi. Có một cái màn hình Android xịn sò đây các bác này. Màn hình Android xịn sò. Đấy, tươi mới cho các bác, có kết hợp cả cam lùi nhá. Còn màn hình hiển thị đồng hồ thì xịn sò vô cùng luôn. Với đồng hồ nổi, ánh sáng nổi rất dễ nhìn. Táp lô xe thì là sạch sẽ luôn. Đấy, có một số vết cái này thôi, cái này không vấn đề gì các bác nhá. Còn trần nỉ của xe thì đẹp rồi. Em có hai con và những chiếc xe này thì em đều bán với cái giá là chỉ hơn 200 thôi. Và những chiếc xe này thì bây giờ nói chung là vẫn sang tên trả góp ngân hàng bình thường nhá các bác nhá. Keo chỉ này, đấy các bác nhìn, chỉ keo bao zin luôn. Kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường và đây là một dòng xe mà con này thì chưa có dán phim cách nhiệt. Đấy. Đấy, nội thất gầm sàn của xe thì vẫn còn sáng này các bác ạ. Đấy, vẫn còn sạch sẽ nhá. Và máy số gầm mẹ thì khỏe bàn luôn. Đèn nổ cái nào? Con này thì động cơ máy 1.25 ăn rất ít. Đấy, máy đề rất là êm nhá. Và thực sự là ngồi đây thì không nghe tiếng máy luôn. Số lùi này. Đấy, số lùi kết hợp. À, đây, cần số lùi đây. Đấy, số má này rõ ràng và tay nắm cần số nhìn rất rõ ràng luôn. Màn hình Android. Cái này mai em sẽ lắp thêm cái cam cho các bác để các bác có thể nhìn thấy màn cam sau. Đấy, hệ thống Android rất là xịn sò luôn. Vâng, và dòng này thì di rất là bền lành. Đấy, nước lôi phun đầy đủ luôn này. Đấy, đèn đóm sáng loáng luôn nhá. Tầm thời điểm này thì là cũng thời điểm tối tối rồi. Việc review xe cũng bị hạn chế nhưng mà xe vừa về xong, em review cho luôn các bác để các bác cùng đánh giá. Một mẫu xe ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu cũng rất là bền. Đấy. Tại sao mà em gạt lên nó không xuống nhở? Ai chà đây rồi. À được rồi. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc Kia Morning này. Đây là một chiếc xe đời 2017 với động cơ máy 1.25, máy khô ráo sạch sẽ và ốc thì vẫn còn nguyên zin chưa ra nhé các bác nhá. Đây là, đấy, ốc còn nguyên zin, xe đẹp và ắc quy của xe thì vẫn còn mới. Đấy, ắc quy mới này, dầu mỡ này các bác nhìn này, dầu mỡ vẫn còn vàng óng luôn này. Đấy, và xe thì không có hơi thừa nhá. Một chiếc xe vừa về cửa hàng xong. Và chiếc xe này thì bên em bán giá chỉ có hơn 2 đồng thôi. Còn các bác nào mà quan tâm thì đến xem xe thì chắc chắn sẽ có giá giảm cho các bác. Và các bác đi dòng xe này thì nói chung là rất là ăn ít, tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đấy, ốc ác thì chưa có hề ra một chút nào. Thực sự là với cái màu xe như thế này là cũng là một màu xe rất là hot, hòn hoạt luôn á. Vâng, giá cả mềm dẻo phải chăng, xe cứng cáp. Và đây là một chiếc xe ăn xăng ít. Đấy, dành cho những gia đình có điều kiện kinh tế vừa phải, muốn mua sở hữu một chiếc xe đời cao, xe cứng mà không có lỗi lầm. À, những ai quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng em xem xe nhá. La răng đúc này. Đấy, la răng đúc, lốp cùm hô, lốp dày và lốp là lốp zin nguyên hãng nhá các bác nhá. Lốp dày nguyên zin của hãng. Đấy, lốp dày cự luôn à. Đấy, các bác nhìn đó. Vâng. Cua lốp đẹp luôn. Bên em thì hôm nay bắt đầu tiến hành việc chuyển xe ra ngoài để chuẩn bị thành lập bãi mới.
Thế nên là các bác mà quan tâm đến cửa hàng bên em thì các bác có thể sang tham quan. Vâng, mở rộng thị trường đến hơn 500 xe nhá. Vâng, hơn 500 xe để làm sao mà các bác đến xem xe, có thể là tìm được cho mình những mẫu xe ưng ý nhất mà không cần phải xem nhiều. Kiểu gì các bác cũng chốt được bên em. Đấy, thế là tiêu chí của bên em Vũ Di Ô Tô. Đấy, lớn nhất toàn quốc luôn các bác nhá. Hơn 500 đầu xe bán cho các bác hàng ngày. Đấy, các bác nhìn ạ, nội thất gầm sàn của xe thì vẫn còn tươi. Xe cứng và máy số còn zin luôn. Còn zin nguyên. Đấy. Cái này là cốp là nãy là em mở không hết. Nên là đâm ra là bây giờ ta đã phải mở lại cốp. Vâng. Đấy, xe rất là cứng cáp luôn. Đấy, nội thất tươi này các bác ạ. Đấy, khoang cốp thì rất là rộng rãi nha các bác nhá. Và xem đồ nghề kích lốp nào, ái chà vẫn còn nguyên. Đồ nghề kích lốp xe còn đầy đủ và không có lỗi lầm gì cả. Đấy, keo chỉ thì khỏi bàn luôn các bác nhá. Và con này thì tỷ lệ sơn zin thì đừng hỏi em nữa. Vâng, một chiếc xe có chút dịch vụ vừa về cửa hàng và giá thì chỉ có hơn 200 thôi. Một chiếc xe dành cho các bác có điều kiện kinh tế vừa mà hay theo dõi kênh Vũ Duy. Các bác chỉ cần đưa ra dẫn chứng các bác là fan hâm mộ của em từ bao giờ thì em sẽ trừ cho các bác 5 củ luôn nhá. Vâng, những ai fan hâm mộ của Vũ Duy Ô Tô thì sẽ trừ cho các bác trực tiếp 5 củ với chiếc xe này. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn các bác. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.